xem camera thì hoàn toàn không thấy. Người đưa đón trẻ trên gateway xem video không thấy cháu L xuống khỏi xe, nhưng tôi khẳng định cháu L đã xuống. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Người phụ nữ chia sẻ với cơ quan báo chí rằng trong lần làm việc với cơ quan công an, bà đã được xem camera an ninh của trường ghi lại hình ảnh lúc chiếc xe đưa đón đoàn học sinh do bà phụ trách. Trong đoạn clip không có hình ảnh bé L bước xuống khỏi xe, nhưng bà khẳng định cháu L đã xuống. Camera an ninh nhà trường có ghi lại hình ảnh vụ việc. Liên quan tới vụ việc cháu bé trai 6 tuổi tử vong trên ô tô vào ngày 22 tháng 8, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vẫn đang điều tra làm rõ. Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập bà Nguyễn Thị Bích Quy, người đã đón học sinh xảy ra vụ việc, lên trụ sở làm việc. Trong sáng ngày 22 tháng 8, bà Quy đã có cuộc làm việc và gặp gỡ với báo chí tại văn phòng luật sư Thành Sơn cùng với sự đồng sự và chia sẻ thêm về vụ việc trên. Chia sẻ với báo chí, bà Quy cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, bà đã hai lần được cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Bà khẳng định trong những lần làm việc không có sự mớm cung, ép cung, tuy nhiên có một số chi tiết bà thấy chưa hợp lý mà mình đã khai từ trước đó. Nói về thông tin tài xế Doãn Quý Phiến tử vong, bà Quy cho biết không biết đến thông tin này. Khi phóng viên đem bức ảnh chụp với ông Phiến tại nhà cho bà xem, bà xác nhận 90% đây là ông Phiến. Về việc lời khai của mình mâu thuẫn với những lời khai trước đó, bà Quy nói do hoảng sợ, tinh thần không minh mẫn nên lúc xảy ra sự việc không nhớ gì, đến nay bình tĩnh bà mới nhớ ra sự việc. Hôm xảy ra sự việc, tôi được nghe là camera của trường hỏng, nhưng hôm qua tôi lên công an làm việc thì họ lại cho tôi xem camera an ninh của trường. Đoạn camera chỉ có mấy chục giây, ghi lại cảnh tôi xuống xe đón các cháu vào trường, xem video không thấy cháu L xuống xe, nhưng tôi khẳng định cháu L đã xuống xe. Còn nữa, lúc xuống xe có nhìn qua cửa, thấy rèm cửa không kéo, nhưng xảy ra sự việc, rèm cửa lại kéo kín lại. Sau khi xảy ra sự việc, tôi với ông Phiến đã tiếp tục đưa các cháu về nhà. Trên đường về tôi rất sợ hãi, bùn rùn chân tay, còn ông Phiến thì không có bất kỳ dấu hiệu gì. Còn có nhận được 3-4 cuộc điện thoại của ai đó, tôi không nhớ rõ là nội dung gì. Có chi tiết nữa là các cháu học sinh xuống xe thì không có quả bóng bay nào, nhưng thời điểm phát hiện cháu L bất tỉnh trên xe thì xuất hiện một quả bóng. Chi tiết này tôi cũng đã báo cáo với công an, bà Quy nói. Trách nhiệm không phải một mình tôi. Nhắc đến quy trình đưa đón học sinh tại trường Gateway, bà Quy cho biết do mình mới làm việc ngày thứ hai nên toàn bộ việc làm của bà đều theo những cô đưa đón trẻ khác. Tại cơ quan công an, tôi không được bảo nhà trường tập huấn việc đưa đón học sinh, nhưng tôi khẳng định chưa bao giờ làm buổi tập huấn nào. Toàn bộ công việc tôi làm việc với ông Phiến và chủ xe. Hôm xảy ra sự việc là ngày thứ hai tôi đi làm. Khi đến trường, tôi đưa các cháu lên tầng 2 nơi phòng ăn, rồi xuống tầng 1 nơi các thầy cô giáo viên đón học sinh, ký vào giấy tờ bàn giao nên tôi cũng ký vào. Lúc đó không có ai đứng ra nhận bàn giao với tôi cả, bà Quy khẳng định. Nói về trách nhiệm trong vụ việc này, bà thừa nhận mình có trách nhiệm trong vụ việc này, nhưng không phải một mình bà. Bà nói trong vụ việc này, trách nhiệm còn thuộc về phía nhà trường, cô giáo và cả tài xế Phiến. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Điều đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, bần thần khi nhận tin dữ từ trường Trung học Quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.